Thân mến, chào các bạn đang lắng nghe chương trình radio Nhận ra là hết khổ, số thứ 13, giá trị của nỗi đau. Chương trình radio này được phát sóng trên trang Facebook Chùa Thiên Quang, Ni Sư Hương Nhũ, Dĩ An Bình Dương và kênh YouTube Thiên Quang Media. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Nỗi đau luôn là thứ đủ khả năng thay đổi một con người. Có kẻ mỗi khi nghe lòng đau, quay lại nhìn mình, thấy nỗi đau đó bắt đầu từ ánh mắt, lời nói, việc làm không tốt của chính mình ngày hôm qua. Nghe nỗi đau vơi đi trong một nụ cười, thấy nỗi đau nhẹ tên sau một lần nhìn lại nỗi đau do chính bản thân mình gây ra. Có kẻ mỗi khi nghe lòng đau lại nhìn đến những người xung quanh, tìm xem nỗi đau mình đang mang đã bắt đầu từ ai ở đó, rồi nghe nỗi đau lớn thêm lên bởi những dằn vặt hận thù những con người ấy đã làm mình đau. Thật ra, nỗi đau rơi vào cuộc đời chỉ là một thời điểm không kéo dài. Nhưng do bởi một suy nghĩ không đúng, do một lần động niệm, chúng ta đã giữ nỗi đau ở lại trong lòng rất lâu, thành một vết thương. Không ai nhìn mãi vào lỗi lầm của người mà thấy lòng mình bình yên. Không ai chỉ nói mãi những lỗi lầm của người mà lớn thêm lên. Tháng 4, núi đã cuối mùa nắng. Tối qua có cơn mưa đầu mùa rất to. Từ cuối tháng 3, cây cối bắt đầu đâm chồi non. Núi đã bắt đầu lắm tấm xanh. Lũ cây trên núi đã nghe mùa mưa về rất gần. Cây cối bắt đầu đâm chồi để lớn thêm ở cuối mỗi mùa nắng. Còn con người lại lớn thêm lên ở cuối những nỗi đau. Chương trình radio Nhận ra là hết khổ, số thứ 13, giá trị của nỗi đau, đến đây là kết thúc. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình radio số tiếp theo, được phát sóng trên trang Facebook Chùa Thiên Quang, Ni Sư Hương Nhũ, Chị An Bình Dương và kênh YouTube Thiên Quang Media.